ngày mai em đi biết nhớ tên em gọi về gọi hồn liễu du lê thế gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ôi hay thế. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ xoay đá cho em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biết nhớ em quay về nguồn trùng dương gọi gió ngập hồn bàn tay chăn gió mưa xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng hôn lẻ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển đông buồn rất giọng dày chính ha. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngò đàn lên cung phím chờ sao lên đây hoang vu. Hay quá, rất phong cách nha, rất phong ngày cách. Mai em đi biết nhớ tên em gọi về chiều sương ướt đẫm cơn mê trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi con đã rêu phong dù buồn đèn phố nghe mưa tuổi hờn nghe ngoài trời răng mây tuôn. Ngày mai có bâng khuâng gọi thầm ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng nửa bóng xuân qua ngập ngừng nghe trời gió lòng mà thương. Hay quá. Ngày mưa tháng nắng
còn buồn. Bàn tay nghe ngóng tin sáng, ngày mai em đi thành phố mắt đêm đen vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng. Mười giây bình chọn dành cho thí sinh Nguyễn Văn Đồng. Thời gian bắt đầu. Xin mời. Thời gian 30 giây đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Thì xin mời thí sinh Nguyễn Văn Đồng của chúng ta. Gia đình em ủng hộ cho em đi thi cuộc thi này đúng không? Trời ơi. Xin lỗi nha. Nhắc tới gia đình. Trời ơi liền á. Tức là cha em là người cũng chết sống vì đàn ca. Wow. Mà bây giờ tới em thì cũng sống chết vì ca hát. Ca hát. Và em nhiều thứ hơn cha em chút. Cổ cái lên em cũng mê. Nhạc em cũng mê. Nhạc thính phòng cũng mê. Mà nhạc truyền thống cách mạng cũng mê. Em mê khiêu vũ nữa. Anh không tin, anh chưa thấy, chưa tin. Có anh chị em nào biết nhảy rumba hay là gì, em mời lên nhảy. Rồi mà em vừa hát vừa nhảy luôn đi, để đi. Có anh phụ diễn cho em. Nếu mà nhảy mình thì có thể em nhảy cha cha thôi. Cha cha cho thoải mái, thì, đúng rồi. 2, 3. La 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 hey ha la 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 la. Ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Cha cha cha. Hey. Trời ơi. Em ơi, em đa ri năng quá. Em cầm bùa thì em thi làm chi vậy? Cái này anh biết không là... Cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Tức là không phải bùa mà cái này là em viết đặng em cứ ngẫm hoài mấy chữ đầu câu á. Em đặng mà bây giờ em cứ cầm hoài vậy đó. Em tưởng đâu khăn giấy nữa vậy. Em sợ quên dữ lắm luôn. Không, anh nghĩ em do tròn lại để em nuốt luôn á chứ. Trời ơi, để chuẩn bị bùa mà còn gói kỹ cái đó sao đọc? Chiều sương rồi đời cao rồi cồn đá rồi đèn tố nghe... ngày mưa à, ông lý hai cái chữ đầu hơi à, vô hai chữ đầu mà đúng dạ, thì dạ, nó đúng nguyên rồi. Câu sao thuộc thì thuộc hết rồi nhưng quên hai chữ. Ủa, đầu thuộc nhừng luôn nhưng mà nó lộn hoài nhưng mà hai mặt luôn nha. Đi thi trường lớp á nha là bị đuổi ra khỏi lớp rồi. Không mà với lại chuẩn bị bùa kiểu này nhiều khi mình dành thời gian mình học cho xong rồi biết cái bùa chuẩn bị bùa chi rồi xong rồi dò là hàng trăm lần rồi mà vẫn bị nhận. Không, em hát từ hôm mà nhận bây giờ nếu mà nhất là hai ngày nay nha có trên 500 lần á chứ đừng nói 100 á. Tại cái lời bài hát này nó cứ lộn hoài, em lộn hoài. Bây giờ vậy nè, cho tôi lột tả cái con người này một chút. Đúng rồi. Hồi nãy đó là tôi nghe Đông nói là ba Đông là đờn ca tài tử đúng không? Đúng rồi. Rồi Đông gọi là nói là Đông nghĩa là có rất là nhiều cái gọi là cái tài lẻ nữa. Ngoài cái ca bonero ra rồi có nhạc rock rồi ca nhạc trẻ rồi bây giờ nhảy cũng có thể là lâm. Nhảy rồi luôn ca giọng cổ nữa. Bây giờ thử cho tôi ca giọng cổ đi. Lỡ anh Long nói em làm luôn. Trên mảnh đất thành đồng cao muôn trường, chúng con đi giữa Sài Gòn nghe gió lòng cờ bay. Đường Trường Sơn mây trắng lượn quanh, nơi có chinh nhanh cửu long xòe tay tung sông hát. Bây giờ diễn tuồng. Làng ơi em hãy khóc nữa đi làng. Những giọt nước mắt của em rơi cũng phần nào vơi đi sầu khổ. Nếu tôi bảo em cố mà quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng ngược lại thì cả đời em vương khổ lụy. Thôi, làng ơi em hãy cố mà quên đi, chớ nhớ làm chi cái con người phản bội.
bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió ân nghĩa nắng quằn dài mà đã vội vong tình. Đông ơi, dạ, dạ. Nếu như cái nút vàng này anh bấm, có nghĩa là ba vị giám khảo này quyết định đưa em vào vòng trong luôn. Dạ. Vì giọng hát của em trong buổi tối ngày hôm nay là giọng hát nam hay nhất đến thời điểm này. Thế thì Nhưng có nhưng rồi. Nhưng hôm nay anh chắc chắn 100% số điểm của em sẽ cao ngất ngưỡng. Không cần nút vàng này vẫn không cần nút vàng này. Bây giờ Đông ơi, em không tin phải không? Anh Bạch, hãy cho Đông biết số điểm. Một con số quá đỉnh luôn rồi. Xin cảm ơn em, chúc mừng.